Yo, hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Chideo Game. Thì hôm nay là ngày đầu tuần, chúc anh em một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nha. Ok, thì những anh em nào có nhu cầu nạp gấu su cho rẻ thì có thể inbox mình. Thì link mình sẽ để ở phần dưới mô tả video. Thì gồm có link Zalo, link Facebook và group nhóm. Thì anh em nào có nhu cầu thì có thể vào group của mình hoặc là inbox mình để mà trao đổi kinh nghiệm đấy, hoặc là nạp gấu su cho rẻ. Thì ok, thì hôm nay thì vừa có hai code mới, là một cái code là code live stream giải đấu hôm qua đấy, và code tuần, và còn thêm đó là một số code mình sẽ tổng hợp lại trong video lần này luôn, và thử nhân phẩm của mình hôm nay sẽ mở ra được cho anh em nhé. Ok, thì anh em nào chưa nhận thì có thể nhận, những anh em nào nhận rồi thì có thể chia sẻ cho những bạn sau để nhận nha. Đầu tiên đó chính là cái là gì ta, gift tuần, cốt tuần ha, cốt hôm nay là 1910 2020. Đó, ok, thì đây là cái cốt tuần tuần này. Tiếp theo sẽ là cốt mà khi đêm vừa diễn ra trận chung kết căng thẳng đấy, sẽ là cốt giải đấu chung kết này, chung kết giải đấu này 1810. Ok, đấy. Ok, và đây sẽ là những cái code mà mình sẽ cập nhật lại cho anh em, để anh em nào vào sau thì có thể nhận được. Đấy, đó là gói quà này, thì anh em nhập từ gói quà 1 đến 4 nhé. Đấy, thì đây là mình tổng hợp code lại thôi, những anh em nào nhận được rồi thì thôi. Hoặc là những anh em nào còn sót code thì có thể nhập nha. Gói quà 3 này, đó, ấy, mình vừa dùng, nhầm. Gói quà 4 này, ok dạ. Tiếp theo là code VIP code 2 triệu anh em ha. Đây là VIP code 2 triệu. VIP code này 2 triệu này. Đó, ok. Đó, live pen pet này. Burger này. 999k ha. Mình nhớ lại coi xem còn gì nữa ta. Hạ tặc đại chiến. Tân thủ không biết còn dùng được không. Group 30k này, này chắc vẫn còn dùng được này. Đó, tiếp là group hạ tặc đại chiến. Hạ tặc đại chiến, ok, vẫn còn dùng được anh em. Tiếp theo nữa là giải đấu 1510. Giải đấu 1510, còn cái giải đấu 1310 thì không biết còn dùng được không, nhưng mà mình tự nhập xem sao ha. Như vậy là vẫn còn dùng được anh em nhé. Đấy, như vậy là những cái code này vẫn còn hiệu lực đến hôm nay. Thì ok, thì mình sẽ vào chích xem, gồm này, tổng hợp này, livestream này, đó, gift code livestream 1510 này, code group hải tặc đại chiến này, group 30k này, group tân thủ này, live pen pet này, VIP code này, gói quà 1 đến 4 này, và là gift code livestream 1810. Thì như vậy là mình sẽ nhận nhanh. Đây là tổng cái phần quà mà mình sẽ nhận được khi mà anh em chơi server mới, sẽ nhận được 1K1 và 9 thùng bia. Ok, ở server 65 vừa mới ra mắt hình như đâu đó ngày hôm qua. Hôm qua mình vừa chơi lên và mình cày lên được 5 cá tiêu vàng trong một hôm, nhưng mà mình quên để làm video mất. Thì nhân tiền là code gì đây, phần thưởng sự kiện lên cấp 40. Nhân tiền hôm nay thì mình sẽ quay clip đọc thùng cho anh em xem ha. Thì hôm nay có này, và mình sẽ mua thùng bia 5K4 vàng, mình sẽ mua thùng bia. Ok, mua luôn. Đây, hôm nay là ngày gọi là test nhân phẩm cho anh em. Vậy anh em nào lấy ác này thì mình cho ha. Đây, thì hiện tại mình đang có là 110 cốc bia, còn thêm đó là 52 thùng bia, và mình sẽ test cái nhân phẩm ở ác này để xem nhân phẩm của mình sẽ mạnh đến cỡ nào. Và đầu tiên thì mình sẽ vào chiêu mộ phần này trước nè. Anh em sẽ chia mộ cái phần cốc bia trước để xem trước ha. Và mình sẽ test này, 10 thùng đầu tiên không có gì anh em. Tiếp theo thùng, chỗ chứa đầy anh em, chỗ chứa đầy thì mình đi phút thôi, tại vì ác này còn mới anh em. Huyết tế này, ác này còn mới ấy, nên là
phút hết anh em, máy này phút hết đó. Nói chung là mình tạo ra để test nhân phẩm thôi, test nhân phẩm là chính chứ cũng không chơi ha. 5 sao 5 sao 4 sao ok, 4 sao để lại đi, để cho bạn nào mà xin được ác thì bạn nó chơi ha. Tiếp tục có Robin, có Zoro, ok này, server mới có Zoro là Jojo là ok lắm. Không ổn em, bây giờ hiện tại là 780 thùng. À có Lucky này, Lucky thì mát ngon. Ồ chỗ chứa lại đầy này anh em, chỗ chứa đầy, mình ra là huyết tế tiếp. Xong rồi mình sẽ test 50 thùng sau ha. Thử xem cái đồ nhân phẩm hôm nay, xem như thế nào đấy. Kiểu như là đang lắc đĩa vậy anh em. Đó. Tiếp tục vào xoay gốc bia. Còn 50 thùng nè. Hy vọng sẽ ra một vị tướng nào đó xin do một xí. S này. 100 cốc bia, 700 ồ chỗ chứa là đầy này anh em. Đúng là ác nhỏ thì nó khác. Nhanh thôi, cái này cũng nhanh thôi. Đó, nhanh thôi anh em. Ok, lại có thêm ít 4 mét đất xịt anh em. Ta tiếp 20 thùng. Ráp cũng ngon nè. Toàn tướng xịn không? Không có này. Lại rất tế tiếp, nhận phần thưởng này coi. Đó, VIP 3 lên mới nhận được anh em. VIP 3 trở lên thì bạn nào chơi bạn đó lấy về mà nạp thẻ lên. Đấy, nạp thẻ lên để xem được có xịn sò như là đời đồn hay không. 3 sao 4 sao gì cũng huyết tế anh em. Huyết tế đại đi. Chiêu mùa này vào còn 11 thùng này. Ok, đó là nhân phẩm của mình, 100 thùng quay cái đại hải tặc thường. Và mình sẽ nhận thư và tiếp tục. Mình có thêm được 6 thùng này đó. Túi này. Như vậy là mình có tầm 58 thùng. Ok, và mình sẽ thử quay cái này vẫn là quan trọng này. Mình sẽ quay hệ chính xác để lấy Marco. Đầu tiên là test trước 8 thùng. Hiện tại yeah. Wow. Yes. Đấy, anh em thấy không? Nhân phẩm đâu có tồi đâu đúng không? Nhân phẩm đâu có tồi. Ok, macro mới thùng thứ 5 ra macro. Ok, tiếp tục. Ok, ra lấy hình cái đi. Ra lấy hình. Đấy, ra lấy hình. Đâu rồi? Em Marco đây. Ngon anh em. Ngon. Tiếp tục anh em ha. Tiếp tục xoay Marco để cho lên 10 sao. Cash. Không ổn rồi anh em. Robin mình đâu cần. Còn 20 thùng anh em. 20 thùng nữa. 20 thùng nữa có nên đổi hề không anh em? Có nên đổi hề không? Theo mình là không đâu. Tiếp tục nhân phẩm lấy Marco. Apo ra làm cái gì? Robin nữa. Và còn 10 thùng cuối cùng anh em. Wow, như vậy là nhân phẩm của mình 58 thùng chỉ ra được một con hề tướng S, đó là Marco. Ok, không ra thì mình vào đây mình đổi anh em. Vào đây Lucky này, Lucky để lại chơi này. Lấy Lucky ra mồi đi. Hoàn trạng này. Before 4000 mấy thuốc, liệu có ra được em nào không? Before guess. Lấy Lucky ra để đổi mà cũng không ra là thua luôn á. Apo ISO cũng không cần. Before cũng không cần. Từ từ anh em. Mình vào đây mình mở mấy cái con hệ chính xác này. Đâu rồi? Hệ chính xác có Apo này, hợp thành này. Đấy, mấy con này phế vật nên là cũng Robin nè. Đó, ok, Robin. Vào. Chiêu mộ đặc biệt. Ok. Hình như chiêu mộ thùng bia nó còn nè. Có ra thùng bia nè.
không đai nam. Và tiếp này, hoán đổi này, lấy mấy con ấy ra đi. Apolis hoán đổi này, để xem thử 3k có ra được con gì không. Before chọn ra gì không anh em. ISO đưa phát đi. Cho tí nữa cho ISO lên 6 sao. Before này, hy vọng là sẽ ra được một con hề SS là ISO nữa. U 15 lần anh em, lucky. Tay nhanh hơn não quá. Chín lần nữa, hy vọng sẽ ra lại lucky lưu hoàn cả đấy. Để cho bạn nào chơi sau thì có thể chơi lucky Robin này đó, hoán đổi này. Bunny before. Ok, như vậy là hết cái để làm rồi nè, hết cái để làm rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào đây mình mở cái này mạnh hải tặc đặc biệt xem gì đây. Yes. Wow, yes. Áp về nhân phẩm được anh em ơi. Wow. Hiền quá anh em. Màn tướng 5 sao. Cái này không biết gì, mở luôn. Lại có Lucky anh em này, Lucky này, ác ngon. Cái gì đây? Game truyền viên 5 sao chơi before. Rồi, ok. Đây mạnh hệ S này. Hensui, Sanji, Juju, Vego. Ok, như vậy là hết rồi anh em. Hết rồi. Đó. Thì hôm nay nhân phẩm ra lo với Marco. Đó, hợp thành. Đây, lo với Marco. Đây là hai vị tướng. Nói chung là gánh tem ở giai đoạn đầu. Đấy. Thì anh em nào lấy ác này thì có thể inbox mình để lấy nhá. Hoặc nhận đồ rất là nhiều. Nhận phát đi. Nhận này. Đó. Rất là ngon luôn. Đó. Ok. Lên được cả 9 kim cương nè. Lên được cả 9 kim cương. Ok. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì hẹn gặp lại anh em ở một video mới nhất. Xin chào và tạm hẹn gặp lại anh em nhé.